Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mọi người có khỏe không? Thì hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 10 và cũng là ngày rằm và ngày Tết Trung Thu của Việt Nam mình luôn. Thì Vân thấy Tết Trung Thu ở Mỹ đây thì Vân thấy cũng bình thường thôi. Nhưng mà chắc chắn một điều là nhà nào cũng có bánh Trung Thu, rồi ăn bánh Trung Thu, rồi uống nước trà, vậy thôi. Còn rằm thì không biết các bạn có làm gì. Thì Vân mời các bạn theo dõi cái video để coi Vân làm gì trong ngày rằm nhé. Mau đi chợ không? You wanna go with me? Hello. How are you? What are you doing? Your hair getting so long. Trời ơi, tóc dài quá rồi. Ê, bao chiều cắt tóc nha. We cut your hair today, okay? Bao ở nhà với nhà nha. I'll come back in a little bit, okay? Bye, see you later. Thì các bạn ơi, bây giờ đây là buổi chiều khoảng 4 giờ rưỡi chiều thì không khí rất là trong lành mát mẻ. Khu đây thì người dân Mỹ trắng đa số là nhiều, rất là yên tĩnh này các bạn. Mọi người không biết bên đây làm gì mà không thấy ra ai ra đường tập thể dục thể thao, chứ thường thường ở đây là hay ra tập thể dục thể thao rồi dẫn chó đi bộ vòng vòng, mà chắc là còn sớm quá cho nên chưa có đi á, chứ còn sớm này thì chó rất là nhiều, cái dẫn chó đi bộ vòng vòng rồi. Để Vân ra cái sân sau Vân tưới nước luôn nè các bạn. Ở đây nhà ở Mỹ đây người ta rất là thích nuôi chó hay sao, nhà nào cũng có ít nhất cũng phải là 2 con, 2-3 con, còn có nhiều nhà thì chó một chùm luôn. Coi như mỗi lần mà dẫn chó đi vậy là trong cái tay mình là cầm một chùm dây luôn. Giờ Vân ra đằng sau nè các bạn, không dẫn các bạn ra đằng sau. Vân phải tưới nước cái cây, tại vì cái cây bây giờ nó bị khô rồi. Đây nè, này sân bên kia là của nhà thờ, sân bên này là của cái nhà đằng sau lưng nhà Vân á. Nhà này có nuôi mấy con dê, người ta để cỏ khô khô vậy để cho mấy con dê nó ăn á các bạn. Mặt trời sắp lặn kìa các bạn, nhìn quá đẹp luôn. Cái cây này nè phải cần tới nước. Cái cây thông này nè các bạn, nhìn vậy cho nó đâm vô tay đau lắm đó. Cái này là nó cũng có cái hệ thống nước tự động rồi, nhưng mà lâu lâu mình cũng phải thêm vô thôi, sợ nó không có đủ nước đó. Trời sắp lặn bên kia kìa, buổi chiều ở đây rất là bình yên. Hello các bạn ơi, hôm nay mình mời các bạn bánh trung thu với mình cho vui nha. Hôm nay Vân có rất là nhiều loại bánh trung thu nè, quá đẹp luôn. Cái bánh này là hình như có hương vị sầu riêng nè, rồi ở trong nó có nhân thập cẩm nè, very beautiful. Còn đây là kẹo này các bạn, kẹo này giống như dạng kẹo kéo bên Việt Nam.
nó kêu là tháp phì, mà ở đây nó có một nguyên một cái thành phố ở gần trên núi, người ta chỉ có làm cái kẹo này thôi. Còn đây là bánh, cái bánh này trung thu bánh thập cẩm, cái này bạn mình tặng. Mà cái bánh này nè các bạn, chị của mình làm ở nhà mà đựng vô trong cái hộp này nè, giống như là bán vậy đó, rất là đẹp, rất là dễ thương ha, so cute. Mình thấy cái hộp rất là đẹp, rồi cái hộp này xong rồi bỏ vô trong cái bịch này nữa nè, rồi viết tên luôn. Wow, so cute, thank you chị. Oh my god, it's so beautiful. Thì bây giờ Vân sẽ thử mấy cái loại bánh trung thu này, thì Vân mời các bạn ăn bánh trung thu với Vân cho vui nha. Thì Vân mời các bạn ăn bánh trung thu với Vân cho vui nha. Thì bây giờ để Vân thử cái bánh trung thu thập cẩm này ha, để Vân coi coi nó có ngon không nha. Wow, bánh này ngon này các bạn ơi. Trong này nó có trứng với lại đậu trong này nè các bạn. Wow, quá ngon luôn. Look so yummy. Wow, look so good. Vân thử cái này coi có ngon không ha. Vân thấy cái này nhất nè các bạn coi nè, nó có cái bông dễ thương không? So beautiful. Okay, để Vân thử cái này thử nha. Mời các bạn ăn bánh trung thu với Vân cho vui nha. Quên để cái dao này. Wow, cái này ngon này các bạn. Mời các bạn nha. Này ngon, nó thơm lắm, béo, ngọt, thơm, hình như có cái mùi cinnamon á, mùi quế trong này nữa, ngon quá. Thôi đúng rồi. Ủa, nhưng quá ngon luôn. Cái bánh ở ngoài nó cũng ngon nữa nè, nó mỏng, nó không có dày, nó không có dày mà mỏ lắm nè. Nó so good. Giờ con uống nước trà, mời các bạn uống nước trà nha. Mình ăn bánh mình uống nước trà nó ngon các bạn ơi. Sao nhớ mẹ. Ngon lắm luôn á. Còn cái bánh màu xanh này nữa nè. Cái này chắc nhân sầu riêng. It's so beautiful. Ngon lắm luôn á. Wow, so far cái bánh này rất là ngon. Lát nữa thử cái này nữa. Còn cái bánh này hình như là cũng nhân thập cẩm trong này luôn nè các bạn. Thì video của Vân tới đây đã hết rồi. Thì Vân cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Vân. Và Vân hẹn gặp các bạn trong những video sau nhé. Thank you.